Xin chào tất cả các anh chị. Hôm nay vườn bonsai Minh Hưng tiếp tục gửi đến các anh chị clip số 247. Trong clip ngày hôm nay thì em có cũng hơn 10 loại cây để giao lưu với anh chị. Cách mua bán của bên em thì vẫn y như thường lệ là nhận ship COD và bao phí vận chuyển tất cả những cái cây mà anh chị chọn mua. Cây nào có chậu hoặc là không có chậu thì em đều nói rõ cho anh chị biết. Những anh chị nào chưa từng mua cây của bên em thì vui lòng liên hệ với số điện thoại ở cuối cùng bên tay trái màn hình của anh chị. Đó là số điện thoại của vườn bonsai Minh Hưng. Anh chị có thể kết bạn Zalo hoặc là gọi điện thoại trực tiếp đi chốt cây. Mã số 1 ngày hôm nay là một cây mai chiếu thủy nu gò công. Cây này là một cây thành phẩm và thẹo đã lành 100%. Hoành đế trên miệng chậu 109 cm, hoành thân ngay các eo nhỏ nhất là 42 cm, chiều cao 69, tàn ngang là 86 cm. So sánh giúp em cái lon bia và cái hoành gốc với cái hoành gốc của cây. Do cái cây này tổng chiều cao của nó là hơn 60 cm, cho nên là em phải để cái máy ra xa. Thì sau khi em quay một vòng như thế này bên ngoài rồi thì em sẽ đem máy lại gần cho anh chị xem. 69 tổng chiều cao từ mặt phân lên đến đỉnh là 69 cm. Cây này dàn xương dâm của nó rất là tuyệt vời, chi cành thì đóng chuẩn và đùi to cân với cây, thân lắc. Sau khi đem máy lại gần thì em sẽ quay một vòng cho anh chị xem cái bể đế của cây. Cây này là đế tự nhiên, điều rất là tự nhiên, và rễ cấp 2, cấp 3 nó ra thôi thì đầy. Cốt đùi bên tay trái màn hình của anh chị đo được là 16 cm, và cái cốt đùi bên tay phải màn hình đo được là 12 cm. Do nó to cho nên là em phải nhúc nhích cái màn hình để cho anh chị xem thật rõ luôn. Ở cái mặt cắt chính trên thân thì nó đã lành 100% ngay tay của em chỉ. Này thì em mới vừa cạo bỏ cái phần keo lành thẹo để cho anh chị thấy rõ là da của nó mới, không có bị hư. Tiếp tục quay thêm một vòng cho anh chị xem cái dàn form tàn của cây. Anh chị thấy là rất là mịn. Cây này tàn được xé rất đẹp, đều luôn anh chị. Chi cành đóng thì chuẩn. Phần thân thì anh chị thấy là nó đang trước mặt hình như thế này, thì anh chị có thể thấy được là cây nó lắc nhẹ, nó không có đơ. Rất là có duyên. Ở mặt trước thì anh chị không thấy nó lắc, nhưng mà mặt bên hông thì thấy cây nó lắc nhẹ. Cốt đùi thì đều. Rất là đẹp. Cây mai chiếu thủy nu gò công mã số 1 em xin phép không báo giá. Cây này thì em có quay một cái clip riêng cho nó. Anh chị nào thực sự yêu thích cái dáng cây này thì cứ liên hệ với em qua Zalo và em gửi cái clip riêng ra qua cho anh chị xem. Xem xong rồi nếu mà mình thực sự mà thích thì ở trong clip riêng em có báo giá đó anh chị. Nếu thực sự mà thích thì cứ liên hệ với em. Cây này giá nó cũng hơi cao. Rồi em xin phép xuống cây. Mã số 2 hôm nay tiếp tục là một cây linh sam sung huynh lá trung. Cây này thì tàn ấm mịn, cốt đùa cũng đã to, đặc biệt là đế điều 24 giờ nhưng rất là tự nhiên. Hoành đế trên miệng chậu 82 cm, hoành thân 25, chiều cao 44, tàn ngang của cây là 74 cm. So sánh giúp em cái lon bia và cái hoành gốc của cây. Cốt đùi hiện tại bên tay trái màn hình của anh chị thì nó to được cỡ bằng gấp 2 lần so với ngón tay cái. Anh chị có thể so sánh giúp em ở cái ngón tay của thằng em. Cỡ 2 lần so với ngón tay cái. Tàn thì ấm mịn. Nghiêng cây. Đây là phía dưới của mặt trước. Cái này thì tận dụng những cái cốt cành có sẵn trên cây lợp cho nên là nó cũng nhanh. Cốt đùi hiện tại thì nó cũng khá to. Tàn ấm mịn. Và đây là phía sau, phía dưới của mặt sau anh chị.
tàn được xé ra cũng tỉ mỉ, từng chi tiết một rất là thoáng cây, không có bị rối. Đế điều rất là tự nhiên, đế cấp 2 ra cũng khá nhiều rồi anh chị. Nhìn cái cọng đế cấp 2 hiện tại thì nó to bằng cỡ gần bằng ngón tay út rồi, là anh chị biết nuôi cũng lâu chứ không phải là nhanh. Tàn to, rất là thoáng cây. Cây Linh Sam mã số 2 giá của nó là 3.900.000 bao phí vận chuyển. Cây này thì có luôn chậu anh chị, 3.900.000 có luôn chậu. Hiện tại là cây đang nằm trong một cái chậu tròn, chậu cũng có hoa văn, nhìn cũng hợp với cái dáng cây. Tàn, em sẽ tiếp tục quay thêm một vòng ở trên cho anh chị xem. Tàn ở trên nhìn xuống thì nó ấm mịn luôn. Nãy giờ là mình nhìn ngang bên hông mà bây giờ là ở trên nhìn xuống. Tàn ấm, rất là đều. 3.900.000 có luôn chậu, bao phí vận chuyển luôn. Mã số 3 hôm nay tiếp tục là một cây mai chiếu thủy nu gò công. Cây này thì đế đều 24 giờ và nhìn cái bệ đế của nó nở to. Cốt đùi hiện tại thì nó cũng khá to, đã cân với cây rồi anh chị. Nó chỉ còn một thiếu một tí xíu thôi. Thì cái phần thiếu thì chút nữa sau khi em báo thông số rồi em sẽ nói rõ cho anh chị hay. Hoành đế trên miệng chậu 46 cm, hoành thân 20, chiều cao 16 và tà ngang của cây là 32 cm. So sánh giúp em cái lông bia với cái hoành gốc của cây, hoành thân. Cây này thì nó có một cái lỗi nhẹ, đó là cái chi phong ở phía sau nó vẫn còn nhỏ và hiện tại thì vẫn đang thả để cho nó to ra rồi mới bấm thúc lại anh chị. Hiện tại thì nó to bằng cỡ đầu ngón tay út rồi, cho nên là vẫn tiếp tục thả lan, thả cho nó to ra rồi mới bấm. Anh chị thấy là ở cái đùi bên tay trái và tay phải màn hình của anh chị thì nó to cỡ 1.5 lần so với ngón tay cái. Thì cho nên là cái chi phong phía sau cũng cần phải nuôi cho nó cân với nhau. Thẹo chính trên thân thì nó còn cỡ đầu của cây viết, nó lành 100%. Cây này thì thẹo lành. Những cái cọng đế ở phía dưới là thẹo cũng đã lành luôn anh chị. Chỉ cho anh chị xem thẹo của những cái cọng đế đó được lành. Lẽ ra là cây này nó cũng đã gần xong rồi, nhưng mà do nó có một cái lỗi nhẹ ở phía chi phong cho nên là bắt buộc phải làm lại. Thế vậy cho nuôi cây đôi khi nó cũng không phải theo như ý mình anh chị, phụ thuộc vào rất là nhiều điều khác nữa, có những cái điều mà mình không có tính trước. Cây mai chiếu thủy nu gò công mã số 3 giá của nó là 5.900.000 bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cây. Hiện tại là cây đang nằm trong chậu xi măng, đường kính ngang là 50 cm, cũng gần hoàn thiện anh chị, chỉ còn đợi chi phong nó xong nữa là hoàn thành. Mã số 3 hôm nay tiếp tục là một cây hoa giấy Mỹ. Em xin phép nói lại mã số 4. Mã số 4 hôm nay là một cây hoa giấy Mỹ rinh. Cây này thì cốt đùi cũng khá to, hoành thân cũng nhỏ, nhưng mà được cái là lắc và nó cũng dễ thương anh chị. Cái form cây này nhìn cũng dễ thương. Hoành đế trên miệng chậu 32 cm, hoành thân 19, chiều cao 39, tàn ngang của cây là 46 cm. So sánh giúp em cái lông bia và cái hoành thân của cây. Cốt đùi hiện tại thì anh chị thấy là nó to ngang ngang với cỡ ngón tay cái và đều, rất là đều nha. Hoa giấy thì đa số là lúc người ta trồng phôi thì người ta hay quấn rễ để tạo ra cái rễ quái anh chị. Cái phần đen đen trên thân cây đó là rêu nó đang bám chứ không phải là bị hư anh chị ha. Cam kết với anh chị là phần này là rêu. Cây này không bị hư, không bị hư da, không bị cháy tụ cái gì hết. Lành lặn, sạch. Cây hoa giấy Mỹ mã số 4 giá của nó là 1.300.000 bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cây. Rễ nó ăn trong cái bầu này cũng khá nhiều rồi. Cây được nuôi trong chậu nhựa lâu rồi anh chị, chậu nó bạc màu và nó muốn bể luôn rồi. 1.300.000 bó bầu gửi cây. Tiếp tục mã số 5 hôm nay là một cây mai chiếu thủy lá trung trung nu, một cây mini thành phẩm. Xếp một tí xíu nữa là em nói cây siêu mini rồi anh chị, khác nhau. Hoành đế trên miệng chậu 34 cm, hoành thân 20, chiều cao 15, tàn ngang là 25 cm. So sánh giúp em cái lông bia và cái hoành gốc của cây. Nó cũng ngang ngang cỡ cái hoành gốc của anh chị.
Cây này thì chi cành đóng chuẩn. Hiện tại thì thẹo đã lành 100%. Cốt đùi bên tay trái và tay phải màn hình thì đều to khoảng 1,5 lần so với ngón tay cái. Giót cây, chi cành phân bổ đồng đều. Và đây là phía dưới của mặt sao. Thông thường thì em vẫn hay quay từ bên trái màn hình qua, từ bên trái qua bên phải cho anh chị xem cái chi cành. Cây này là cây cốt đùi to và cũng được nuôi cắt giật rất là kỹ. Chi cành phân bổ đồng đều, rất là khá cây. Cái này thì lúc trước em có lên clip rồi, nhưng mà lúc đó thì lặt lá, và hiện tại bây giờ thì lá non nó đang ra khá nhiều. Cây khỏe. Cây trung nu mã số 5, giá của nó là 7.900.000, bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Hiện tại là cây đang nằm trong chậu chữ nhật vát gốc, tráng men xanh. Anh chị thấy là rễ non nó đang bò ra trên cái mặt chậu rất là nhiều, chứng tỏ là cây khỏe, không có bị hư một cọng rễ nào hết. Rất là khá cây, lùng và giót cây. Mã số 6 hôm nay là một cây linh sam siêu hoa. Cây này thì tàn ấm mịn, thân lắc. Đây là những cây linh sam siêu hoa được sửa thân từ nhỏ anh chị. Tuy rằng là nó nhỏ nhưng mà rất là già cây. Hoành đế trên miệng chậu 32 cm, hoành thân ngay cái eo nhỏ nhất là 12, chiều cao 30 và tàn ngang của cây là 58 cm. So sánh giúp em cái lông bia với cái hoành gốc của cây, thân lắc và gấp khúc lại với nhau. Cốt đùi hiện tại ở dưới cùng bên tay trái màn hình của anh chị thì hiện tại nó to cỡ 1,5 lần so với ngón tay cái. Tàn thì ấm mịn. Cây này cách đây khoảng 10 ngày cũng được lặt lá và hiện tại thì lá non và hoa nó đang ra cũng khá nhiều. Tàn ấm mịn. Không cần phải làm thêm bất cứ một cái chi tiết nào khác. Đế tự nhiên và bệ đế tương đối là nở to. Anh chị thấy là nó nổi hẳn lên trên mặt chậu, rất là dễ nhìn thấy. Cây linh sam siêu hoa mã số 6, giá của nó là 1.800.000, bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Mã số 7 hôm nay tiếp tục là một cây linh sam siêu hoa. Cây này là cây cũng được sửa thân từ nhỏ, thân lắc gấp khúc lại với nhau, tàn ấm. Hoành đế trên miệng chậu 29 cm, hoành thân 9, chiều cao 38 và tàn ngang của cây là 46 cm. So sánh giúp em cái hộp quẹt với cái hoành thân của cây. Tất cả các mặt đều ấm mịn. Cốt đùi hiện tại của cây này thì nó to bằng cỡ ngón tay cái anh chị. Và đây là phía dưới của mặt trước. Em sẽ đem máy lại gần cho anh chị xem. Cây này nó quái, nó lắc lên tới trên đỉnh luôn. Rồi hạ cây xuống và quay ra mặt sau. Đây là phía dưới của mặt sau. Tất cả chi cành đều được làm rất là chỉnh chu, tỉ mỉ từng chi tiết một. Tàn được xé tròn rất là đẹp. Anh chị thấy là ở mặt sau này thì nhìn cái tàn của nó không có điểm nào để che được, rất là đẹp. Chi cành đã được phối hợp với nhau rất là nhịp nhàng, tạo ra được một bộ tàn đẹp. Thoáng cây. Cây linh sam siêu hoa mã số 7, giá của nó là 1.800.000, bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Mã số 8 hôm nay tiếp tục cũng là một cây linh sam siêu hoa. Cây được sửa thân từ nhỏ, tàn ấm mịn, rất là đẹp. Hoành đế trên miệng chậu 26 cm, hoành thân 11, chiều cao 32 và tàn ngang của cây là 46 cm. So sánh giúp em cái hộp quẹt với cái hoành thân của cây. Cốt đùi hiện tại anh chị có thể nhìn thấy được, nó to ngang cỡ ngón tay cái và có phần là to hơn một tí xíu. Mặt nào cũng đẹp. Đây là phía dưới của mặt trước. Và như thường lệ thì em sẽ tiếp tục quay ra phía sau, nghiêng cây cho anh chị xem chi cành. Chi cành của nó được làm cũng rất là tỉ mỉ từng chi tiết một. Rất đẹp.
tàn điều mịn. Cây linh sam mã số 8, giá của nó là 1.900.000 bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cây, vì hiện tại là cây đang nằm trong chậu nhựa. Chậu này thì mình có quấn băng keo vô để gửi chậu luôn thì nó cũng bị bể anh chị, không xài được. Mã số 9 hôm nay tiếp tục cũng là một cây mai chiếu thủy nu gò công. Cây này là cây đế tự nhiên, cốt đùi khá to, hoành đế trên miệng chậu 48 cm, hoành thân 25, chiều cao 22 và tà ngang của cây là 28 cm. So sánh giúp em cái lon bia với cái hoành thân của cây. Cốt đùi hiện tại bên tay phải màn hình của anh chị thì nó to cỡ 3 lần và bên tay trái nó to cỡ 2,5 lần so với ngón tay cái anh chị. Cây này thì vẫn cần phải nuôi thêm một thời gian nữa. Hiện tại thì chi cành cơ bản nó đã có nhưng mà tàn thì vẫn còn chưa được đầy đủ lắm, vẫn còn thiếu. Nên anh chị về dự chơi và nuôi thêm giúp em. Thẹo trên thân thì nó còn một cái thẹo ở mặt tiền to bằng cỡ ngón tay út. Cỡ ngón tay út nó là cái thẹo này nó lành 100% luôn. Những cái mặt cắt chính thì nó đã lành luôn nè anh chị, không còn thẹo nữa. Đế tự nhiên và tương đối là nở, bể đế tương đối nở. Cây gò công mã số 9, giá của nó là 1.200.000 bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cây. Mã số 10 hôm nay tiếp tục cũng là một cây mai chiếu thủy nu gò công. Cây này tông cao, bể đế thì rất là tự nhiên và tương đối là nở đế, giót cây, hoành đế trên miệng chậu 46 cm, hoành thân 20, chiều cao 32 và tạ ngang của cây là 38 cm. So sánh giúp em cái lon bia với cái hoành gốc của cây. Cốt đùi hiện tại bên tay trái màn hình của anh chị thì nó to cỡ ngón tay cái và cái cốt đùi bên tay phải màn hình nó cũng to hơn một tí xíu thôi anh chị, cũng cỡ ngón tay cái. Nhưng mà bên trên cái cốt đùi, trên cái cốt đùi bên tay phải màn hình thì nó vẫn có một cái cành đang được ghép áp. Anh chị thấy là lấy cái tược ở dưới gốc và ghép áp vô. Hiện tại thì nó đã được ghép khoảng hơn một tháng rồi anh chị. Có khả năng là nó đã dính rồi. Cây đang phát triển rất là tốt mà em vẫn chưa tháo, khi nào mà nó phù nhiều em mới cắt bỏ. Còn hiện tại bây giờ thì mình cứ để như vậy. Nhìn thì tuy rằng là khó coi một tí xíu nhưng mà nó sẽ an toàn hơn. Một cây tông cao, thân lắc, cốt đùi thì tương đối đã gần cân với cây rồi, đế tự nhiên. Thẹo trên thân thì anh chị thấy là ngay cái phần đỉnh của cây nó còn một cái thẹo nhỏ cỡ bằng đầu của cây viết, là nó lành. Còn những cái thẹo to mà lúc là cây phôi thì hiện tại bây giờ nó đã lành hết trơn rồi. Nuôi nhiều. Cây gò công mã số 10, giá của nó là 1.400.000 bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cây. Mã số 11 tiếp tục là một cây linh sam sông Hinh lá trung, một cây lùng lực, đế tự nhiên, thân lắc nhẹ, hoành đế trên miệng chậu 48 cm, hoành thân 28, chiều cao 20 và tạ ngang là 34 cm. So sánh giúp em cái lon bia với cái hoành thân của cây. Cốt đùi hiện tại của cây này thì nó to cỡ 3 lần so với ngón tay cái anh chị. Đây là những cái cốt đùi mà được nuôi lên từ cái mầm. Đế tự nhiên và đế cấp 2 ra khá nhiều. Chi cành phân bổ đồng đều, rất là dễ nhìn thấy. Cây linh sam mã số 11, giá của nó là 1.500.000 bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cây. 1.500.000 không có chậu. Mã số 12 tiếp tục cũng là một cây linh sam sông Hinh lá trung. Cây này thì tông hơi cao một tí xíu, đế đều, rất là tự nhiên. Hoành đế 42, hoành thân 20, chiều cao 20 và tàn ngang là 36 cm. So sánh cái lon bia với cái hoành gốc giúp em. Cốt đùi hiện tại thì nó to cỡ 2 lần so với ngón tay cái. Cây này thì là vẫn là cây đang nuôi. Cây linh sam mã số 12, giá của nó chỉ có 900.000 bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cây. Mã số 13 tiếp tục là một cây trang vàng lá nhỏ, mẫu đơn vàng lá nhỏ. Cây này thì cái củ đế của nó nở to, giót cây và tông cao, hoành đế 45 cm, hoành thân 16, chiều cao 34, tàn ngang là 28 cm. So sánh giúp em cái lon bia với cái hoành thân của cây. Cốt đùi hiện tại của cây này thì bên tay phải màn hình nó to cỡ ngón tay trỏ.
Anh chị thấy là cái củ đế của cái cây này nó nở to và tròn đều, rất là đẹp. Một cái củ đặc luôn anh chị. Mình nạc tông cao, sạch cây. Cây trang vàng mã số 13, giá của nó chỉ có 800.000, bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cây. Mã số 14 hôm nay là một cây mai chiếu thủy lá trung, trung nu. Hoành đế trên miệng chậu 35 cm, hoành thân 20, chiều cao 19, tàn ngang là 26 cm. So sánh giúp em cái lông bia với cái hoành thân của cây. Cốc độ hiện tại thì nó to cỡ ngón tay cái và đều cả cây. Đế tự nhiên và tương đối là đều. Chi cành thì phân bổ cũng khá đồng đều. Cây trung nu mã số 14, giá của nó là 800.000, bao phí vận chuyển. Cây này em sẽ bó bầu để gửi cây. Mã số 15 hôm nay tiếp tục cũng là một cây linh sam siêu hoa. Cây này là cây hai thân và được sửa thân từ nhỏ. Hoành đế trên miệng chậu 32 cm, hoành thân 20, chiều cao 25, tàn ngang là 42 cm. So sánh giúp em cái lông bia với cái hoành thân của cây. Cốc độ hiện tại của cây này thì to bằng cỡ ngón tay trỏ và đều đều nhau cả cây. Hai thân rất là có duyên. Cây linh sam mã số 15, giá của nó là 800.000, bao phí vận chuyển. Cây này em sẽ bó bầu để gửi cây. Mã số 16 là một cây linh sam sông Hinh lá trung. Cây này hai thân, có một cái cành anh chị nhìn giống như là một cành phóng. Hoành đế trên miệng chậu 38 cm, hoành thân 20, chiều cao 30 và tàn ngang của cây là 44 cm. So sánh cái lông bia với cái hoành thân giúp em. Cốc độ hiện tại thì to bằng cỡ ngón tay cái và tương đối là đều đều cả cây. Chi cành cơ bản đã đầy đủ, tàn thì vẫn còn hơi thiếu một tí xíu, không nhiều lắm. Cây linh sam sông Hinh mã số 16, giá của nó là 1.000.000, bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Mã số 17 tiếp tục cũng là một cây linh sam siêu hoa. Cây này là cây lúc trước được trồng trong ống nhựa 90 và sửa thân từ nhỏ. Hiện tại thì rễ của nó đang buông dài. Anh chị thấy là những cái cây như thế này thì rất là phù hợp với những anh chị nào mà thích trồng cây mà cho ôm đá anh chị, hoặc là mình trồng trong tiểu cảnh thì rất là đẹp. Hoành đế 28, hoành thân 12, chiều cao 32 và tàn ngang của cây là 40 cm. So sánh giúp em cái lông bia với cái hoành thân của cây. Thân lắc, cốt độ hiện tại thì to bằng cỡ ngón tay cái và đều đều nhau. Rất là có duyên. Cây linh sam mã số 17, giá của nó là 1.000.000, bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cây. Mã số 18 tiếp tục cũng là một cây linh sam siêu hoa. Cây được sửa thân từ nhỏ, thân lắc. Hoành đế trên miệng chậu 34, hoành thân 16, chiều cao 29, tàn ngang là 40 cm. So sánh giúp em cái lông bia với cái hoành thân của cây. Cốc độ hiện tại của cây này thì nó to bằng cỡ ngón tay trỏ và rất là đều nhau. Tàn thì vẫn còn hơi thiếu một tí xíu, anh chị về vừa chơi vừa nuôi thêm giúp em. Thân lắc cũng rất là có duyên. Cây linh sam mã số 18, giá của nó là 900.000, bao phí vận chuyển. Cây này em sẽ bó bầu để gửi cây. Mã số 19 tiếp tục cũng là một cây linh sam siêu hoa, được sửa thân từ nhỏ. Bể đế thì đều đẹp, đều rất là tự nhiên. Thân lắc, hoành đế 32 cm, hoành thân 16, chiều cao 30, tàn ngang là 42 cm. So sánh giúp em cái lông bia với cái hoành thân của cây. Cốt độ hiện tại thì to bằng cỡ ngón tay cái trở lên. Thân lắc rất là điệu, giót cây. Mặt nào nhìn thấy cũng có duyên hết. Cây linh sam siêu hoa mã số 19, giá của nó là 1.000.000, bao phí vận chuyển. Cây này em cũng sẽ bó bầu để gửi cây. Cây này là cây đế điều rất là tự nhiên. Có thể gọi là điều 24 giờ nhưng mà là tự nhiên anh chị. Đẹp đó, bể đế của nó nở to. Mã số 20 hôm nay là một cây sam núi trái của miền Tây trồng. Cây này là cây cũng được sửa thân từ nhỏ luôn. Hoành đế 14 cm, hoành thân 11, chiều cao 14, tàn ngang là 25 cm. So sánh giúp em cái hộp quẹt với cái hoành thân của cây. Đây là loại sam núi trái được trồng trong ống nhựa 60.
rễ nó vô quân dài, thân lắc. Cốt đùi hiện tại của cây này thì nó to cỡ bằng đầu của cây viết thưa anh chị. Nó cũng còn nhỏ, chưa to lắm. Cỡ đầu cây viết, nhưng mà nhìn cái cốt và chi cành thì nó cũng rất là có duyên. Cây sam trái mã số 20, giá của nó là 700.000 bao phí vận chuyển. Mã số 21 tiếp tục cũng là một cây sam trái của miền Tây trồng. Cây này thì em vẫn để lá, do cách đây khoảng nửa tháng thì có lạc lá vô dây nhôm thêm. Và bây giờ thì lá non nó đang ra kín cả cây. Hoành đế trên miệng chậu 18cm, hoành thân 12, chiều cao 15 và thà ngang của cây là 21cm. So sánh giúp em cái hộp quẹt với cái hoành thân của cây. Cốt đùi hiện tại của cây này thì to bằng cỡ thân cây viết và rất là đều nhau. Đây cũng là loại sam trái được trồng trong ống nhựa 60. Cây sam trái mã số 21, giá của nó là 700.000 bao phí vận chuyển. Mã số 22 hôm nay gồm có một cặp hai cây linh sam sông Hinh lá trung. Cả hai cây đều là những cây được sửa thân từ nhỏ, thân lắc, nhìn rất là có duyên. Ở cây bên tay trái màn hình của anh chị, hoành đế 32, hoành thân 15, chiều cao 26, tàn ngang là 32. Và ở cây bên tay phải màn hình, hoành đế 29, hoành thân 15, chiều cao 34, tàn ngang là 35cm. So sánh giúp em cái lon bia để ở giữa hai cây. Cốt đùi hiện tại của cây bên tay trái màn hình thì to bằng cỡ ngón tay cái. Và cái cốt đùi của cây bên tay phải màn hình thì nó to bằng cỡ ngón tay trỏ thôi anh chị, nhỏ hơn một tí xíu. Hai cây hai dáng khác nhau, cốt đùi nó cũng không giống nhau. Được cái là rất là có duyên, đế tự nhiên, tương đối là đều luôn anh chị. Cặp linh sam mã số 22, giá của nó là 900.000 bao phí vận chuyển. Cặp cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cây cho anh chị. Mã số 23 hôm nay là một cặp trang sen lá nhỏ. Cặp trang sen này là cặp cây được xử lý củ đế từ nhỏ lúc trồng. Anh chị thấy là đế của nó đều và tương đối là nở, cái bệ của nó nhìn rất là lực lưỡng, giót cây. Ở cây bên tay trái màn hình của anh chị, hoành đế 34, hoành thân 17, chiều cao 17 và tàn ngang là 22cm. Và ở cây bên tay phải màn hình, hoành đế 32, hoành thân 14, chiều cao 18 và tàn ngang là 22cm. So sánh giúp em cái lon bia để ở giữa hai cây. Cả hai cây này thì anh chị thấy là đế của nó đều nở, bệ to, giò tròn cây. Cốt đùi hiện tại của cả hai cây thì to bằng cỡ đầu của cây viết. Mấy cây trang sen này thì nằm vườn em cũng đã được hơn 2 năm rồi anh chị. Nhưng mà hiện tại thì cốt đùi nó chỉ mới có mấy lớn thôi đó, cũng lâu. Cặp trang sen mã số 23, giá của nó chỉ có 700.000 bao phí vận chuyển và có luôn một cặp chậu. Mã số 24 hôm nay gồm có hai cây, một cây là mai chú thủy lá kim kim giòn, một cây là linh sam 86. Ở cây bên tay trái màn hình của anh chị là một cây kim giòn, cây này được hình thành từ những cái cọng rễ tuyển dọn. Hoành đế 28, hoành thân 12, chiều cao 19, tàn ngang là 18cm và ở cây bên tay phải màn hình là một cây linh sam 86. Hoành đế 29, hoành thân 14, chiều cao 16, tàn ngang là 28cm. So sánh giúp em cái lon bia để ở giữa hai cây. Cây kim giòn thì anh chị thấy là phần dưới gốc của nó có một cái xoắn cũng rất là ấn tượng. Còn cây linh sam 86 thì cốt đùa nó cũng tương đối là to, đế tự nhiên, thân lắc. Hai cây hai dáng khác nhau. Cốt đùi hiện tại của cây kim giòn thì nó to bằng cỡ thân cây viết. Kim giòn mà nuôi cái cốt đùi bằng cỡ thân cây viết thì anh chị biết là nó cũng khá lâu chứ không có nhanh. Và cốt đùi của cây linh sam 86 thì nó to cũng bằng cỡ ngón tay út anh chị. Cây này cũng khá lâu rồi, đế tự nhiên và đều. Cặp kim giòn và linh sam 86 mã số 24, giá của nó là 700.000 bao phí vận chuyển và có luôn một cặp chậu. Mã số 25 hôm nay gồm có một cặp hai cây cần thăng. Ở cây bên tay trái màn hình của anh chị, hoành đế 28, hoành thân 12, chiều cao 18 và tàn ngang là 22. Ở cây bên tay phải màn hình, hoành đế 28, hoành thân 9, chiều cao 15, tàn ngang là 22cm. So sánh giúp em cái lon bia để ở giữa hai cây.
cây này thì nó cũng to gần bằng cái lon bia rồi anh chị. Cốt đùi hiện tại của cả hai cây cần thăng này thì nó to bằng cỡ thân cây viết, tương đối là đều đều nhau. Cặp cần thăng mã số 25, giá của nó là 600.000 bao phí vận chuyển và có luôn một cặp chậu. Chỉ với 600.000, hai cây cần thăng này nó sẽ được ship về tận nhà cho anh chị, có luôn chậu luôn. Mã số 26 hôm nay tiếp tục là một cặp mai chú thủy lá kim, kim giòn. Cặp này được hình thành từ những cái cọng rễ tuyển chọn và cốt đùi hiện tại nó cũng khá là to, cân với cây. Hoành đế ở cây bên tay trái màn hình của anh chị. Hoành thân 6, chiều cao 16, tàn ngang là 14. Và ở cây bên tay phải màn hình, hoành thân 7, chiều cao 15, tàn ngang là 16cm. So sánh giúp em cái cây viết để giữa hai cây. Anh chị thấy là những cái cọng rễ này thì nó nhỏ thôi, nó to hơn cây viết một tí xíu. Cốt đùi hiện tại thì của cả hai cây nó cũng to bằng cỡ thân cây viết anh chị. Thân lắc rất là dễ thương, cốt đùi thì khá to và cân với cây. Những cây kim giòn này nó nằm vườn em ít nhất là khoảng 3 năm. Cỡ 3 năm thì nó mới được như thế này anh chị. Cặp kim giòn mã số 26, giá của nó là 600.000, bao phí vận chuyển và có luôn một cặp chậu. Mã số 27 tiếp tục là một cặp mai chú thủy lá kim, kim giòn. Cặp này cũng được hình thành từ những cái cọng rễ tuyển chọn. Ở cây bên tay trái màn hình của anh chị, hoành thân trên đoạn trên cổ của cây là 5cm, chiều cao 14, tàn ngang cũng là 14cm luôn. Và ở cây bên tay phải màn hình, hoành thân 4, chiều cao 11, tàn ngang là 14cm. So sánh giúp em cái cây viết để ở giữa hai cây. Cốt đùi hiện tại của cả hai cây thì nó cũng to ngang ngang với cỡ thân cây viết luôn. Già cây. Cây nào cũng hơn 3 năm rồi anh chị. Cặp kim giòn mã số 27, giá của nó chỉ có 500.000, bao phí vận chuyển và có luôn một cặp chậu. Đây cũng là cặp cây cuối cùng trong clip ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt tất cả các anh chị. Mình hẹn gặp lại trong clip sau.